Một ngày như mọi ngày trong thời đại dịch, chúng ta đã trải qua nhiều thử thách và chưa bao giờ ngừng chiến đấu. Chúng ta đã học những thói quen mới, nếp sống mới và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Và bây giờ, những cá nhân từ 12 tuổi trở lên có thể làm nhiều hơn để bảo vệ New York bằng cách tiêm vaccine COVID-19. Hãy cố lên New York, mang khẩu trang, tiêm vaccine, giữ khoảng cách xã hội để người thân và cộng đồng được an toàn.